Vâng, xin chào tất cả các bạn, mình là Sơn Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về Overloading Method Có nghĩa là uh, Một cái gọi là đa lăng hóa những cái hàm Ok, thế nào là đa lăng hóa những cái hàm của chúng ta? Thì đơn giản thôi, khi mà các bạn có một công việc Ví dụ như là các bạn phải đi tính trị tuyệt đối Trị tuyệt đối của một số thực này, một số nguyên này, đúng không? Thì các bạn có một cái hàm Thường thường ở trong thư viện Math.h nó có cái hàm FABS Để đi tính, đây, cái hàm tên này FABS sau đó các bạn truyền vào một số ví dụ như là số thực chẳng hạn thì nó sẽ trả về một cái trị tuyệt đối của cái số thực đó đúng không hay là hàm ABS để tính của một cái số nguyên tính trị đối của một số nguyên đúng không các bạn thấy là cùng là đi một cái kiểu số mà đi tính phải cần đến hai cái hàm tên này đúng không nếu mà nhiều hàm như vậy thì các bạn sẽ không thể nào mà nhớ hết được đúng không thì nó sẽ sinh ra một cái vấn à, sinh ra một cái gọi là overloading method có nghĩa là chúng ta sẽ đi đa năng hóa nó một tên hàm thôi mà có thể gọi được khi mà chúng ta truyền các tham số khác nhau thì nó sẽ trả về những cái giá trị tương ứng nó sẽ gọi cái hàm tương ứng với các cái tham số mà chúng ta truyền vào thì để có được như vậy thì chúng ta có một cái gọi là overload thì overload là như thế nào thì tôi sẽ đề mô cho các bạn ngay sau đây bây giờ ví dụ tôi sẽ có một cái số như sau cái số là a là kiểu nguyên cái số là B là kiểu thực Ok kiểu thực nhá B đúng không Tôi gán cho B bằng âm 4.5 đi Tôi gán cho A bằng bằng 6 chẳng hạn Ok Thì bây giờ tôi muốn tính trị tuyệt đối của nó Thì tôi làm như thế nào Tôi sẽ viết một cái hàm để tính trị tuyệt đối Đơn giản như sau Thứ nhất với cái số nguyên Tôi trả giá trị trả về của nó là một kiểu nguyên Hàm này tôi đặt tên là ABS Chờ Tham số truyền vào cũng là một số kiểu nguyên Nếu mà cái số này Số A nhỏ hơn không thì sao thì tôi trả về cái giá trị là trừ a ok ta đi tính trị tuyệt đối mà còn nếu không thì tôi trả về cái giá trị là a đúng không ok đây là hàm tính trị tuyệt đối của số a thì bây giờ overload có nghĩa là như thế nào có nghĩa là nó cho phép các cái hàm trùng tên với nhau chỉ khác nhau về cái gì khác nhau về kiểu trả về và các tham số truyền vào ok bây giờ tôi sẽ copy paste nó và tôi sửa một chút cho nó nhanh tiết kiệm thời gian ok floss chờ floss thì nó rất là thông minh si cộng cộng nó rất là thông minh nó sẽ tìm những cái hàm có tham số phù hợp nó gọi cái hàm đó được chưa ví dụ ví dụ ví dụ ok ví dụ bây giờ tôi sẽ cl ra chị tuyệt đối của số nguyên này Tôi sẽ in ra, in ra là gì? ABS. Tôi truyền vào cái số A là số nguyên đúng không? Tôi sẽ copy cái dòng này cho nó nhanh. Bây giờ tôi sẽ làm với trị tuyệt đối của số thực. Rồi, trị đối của số thực B số float B nè. Ok. Như vậy là tôi đã gọi cái hàm hai cái hàm cùng tên mà truyền vào hai tham số khác kiểu dữ liệu đúng không? Chạy này. Đó. Tôi sẽ xuống dòng để cho các bạn nhìn rõ hơn. Ok. Các bạn nhìn thấy chưa? Nó tính đúng đúng không? Slot là 4,5. Thì C cộng cộng nó còn một cái đặc tính nữa rất là thông minh. Đó là nếu mà các bạn có một cái ký tự thì sao? Cha C bằng, ví dụ như bằng bằng A chẳng hạn. Đúng không? Thì nó sẽ ngầm định, nó sẽ tìm, nó rất là thông minh, nó sẽ tìm cái nào mà gần với nó nhất ví dụ như kiểu cha này gần với kiểu y nhất nó sẽ tìm cái thằng của kiểu y này này nó và nó gọi đúng không thì bây giờ tôi sẽ demo cho các bạn xem chuyện tuyệt đối của ký tự ký tự này ok tôi truyền vào cái c đúng không tôi sẽ xuống dòng ở đây để cho các bạn nhìn nó cách nhau à ok tôi chạy này đó 97 đúng không thì đấy là Đấy là một số cái mà các bạn cần phải lưu ý Thì đây chính là overloading method Ngoài ra nó còn nạp trồng các Đây là trồng hàm nhé Còn có nạp trồng toán tử Thì ở video sau thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về nạp trồng toán tử ừ, cảm ơn các bạn